truyện tích 25 Chỉ đọc một kinh kính mừng mà thoát khỏi quỷ bóp cổ Có hai thằng bạn bợm nhậu Ăn chơi trác tán Thường rủ nhau la cà đến trốn bình khang Một tên là Ri Một hôm, hai đứa rủ nhau đến chơi tại nhà một con điếm sau khi ăn nhậu và thỏa mãn thú vui sát thịt, Ri về nhà trước để thằng bạn ở lại một mình về sau. Loạn trọn về đến nhà, chưa kịp cởi quần áo, đã lăn ra ngủ. Nhưng chàng nhớ lại hôm nay chưa đọc kinh kính mừng, kinh mà mẹ chàng dạy từ khi còn nhỏ. Chàng cố gắng ngồi dậy đọc triệu trạo cho xong, vì quá say sưa cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh chưa kịp ra mở thì chàng sửng sốt thấy thằng bạn đứng sững trước mặt với bộ mặt biến dạng trông rất ghê gớm ri sạc kêu lên ai đây tao là bạn của mày mày không nhớ à sao hình thù mày ghê gớm quá khốn thần tao vừa ra khỏi nhà con điếm tao bị thằng quỷ chặn lại bớt cổ xác tao còn nằm sóng sượt ngoài phố nhưng linh hồn tao đã bị quăng xuống hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ đức mẹ đồng trinh gìn giữ mày. Nhờ có mấy kinh kính mừng mày đọc hàng ngày mà được thoát khỏi nanh vuốt hủy dữ. Nói rồi, hắn mở áo ngoài ra, lửa bốc cháy ngùng ngục, khét lẹt mùi diêm sinh, rồi hắn biến mất. Ri sạc vội vàng sắp mình xuống đất, ăn năng thống hối các tội mình đã phạm từ xưa đức mẹ đã cứu mình khỏi bị chết trong tay quỷ dữ là nhờ quyền lực của kinh kính mừng từ đó chàng quyết chí cải tạo cuộc đời sống đạo đức thánh thiện bỗng chốc nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong tu viện thánh phan cô chàng biết là có ơn chúa kêu gọi ri sạc và tức sinh vào dòng tu và trình bày mọi sự việc cho các thầy dòng. Hai cha dòng liền đến quan sát hiện trường và wow, quả thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ trái đen như hòn than. Richard đã xin vào dòng thánh Francisco, sống cuộc đời hết sức thánh thiện, được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản, bị án thiêu sinh, được phúc tử đạo năm 1867, hội thánh đã tôn phong chân phước cho chàng, tức là chân phước Richard de Hammersmithover. Lời bàn Câu chuyện đã xảy ra năm 1604 tại tỉnh Ferrander, phía đông nước Bỉ. Chân phước Richard là một bằng chứng nói lên quyền lực của kinh kính mừng. Thánh Louis-Marie Agarignon de Montfort thường xuyên chúng ta mỗi khi đi qua tượng ảnh đức mẹ hãy đọc một kinh kính mừng để chào kính mẹ truyện tích kể trên cho ta thấy chỉ một kinh kính mừng mà đức mẹ đã cứu giúp như vậy huống hồ hàng ngày lần một chuỗi mân côi thì còn được đức mẹ ban nhiều ơn lành biết bao tại thành phố napoli nước ý giáo dân có thói quen dựng tượng đức mẹ ngay các ngã tư góc phố để người ta qua lại chào kính đức mẹ bằng một kinh kính mừng tạ ơn chúa